dẫn cái lên cuối nha các bạn. Mình di chuyển vô quá nhiều rồi các bạn ơi, vô bớt rồi. Vô quá lớn luôn. Sao bắt đầu tăng cường thêm nữa. Xuống thêm nè các bạn. Máy chạy nhanh quá, chuột nó dạt qua hai bên hết nè. Này tầm 30 phút nữa xong rồi các bạn. Nó trồng luôn. Này hiện tại mình đang chia sẻ máy đang cắt lúa Nhật các bạn. Với cảnh miền Tây mình ha. Tiếp tục là những anh em ở đây bắt chuột các bạn. Chuột chứ gắn rồi là đầy đủ luôn. Đặc sản miền Tây luôn nè. Tại vì mình đang có mặt tại xã Long Thạnh, huyện Nhân Quyền các bạn. Chuột xả lúa Nhật, cái chuột nó đỡ cắn rồi nó cắn lúa hết. Khó chụp. Đầu gom vô nè. Hiện tại đây cái miếng ruộng hôm nay rất là bự nên mình chia ra hai clip với các bạn. Clip trước thì các bạn cũng xem ha. Máy kia chạy một mình nhưng mà bắt được con rắn khá là bự. Với những anh dí cù á các bạn. Đi theo một máy thì rất là đông, xem rất là vui luôn ha. Ông lội giáp miếng ruộng ông truyền cà phê lên cho mấy anh máy cắt ha.
các bạn ơi. Trở về mấy anh này gom qua đây với cù ha. Đầu nghỉ uống cà phê rồi. Hai chiếc máy chạy tốc độ rất là đều nhau luôn các bạn. Nhìn quá đẹp ha. Tới ngoài này các bạn ơi. Qua đây cuối cùng của cái miếng này các bạn. Đó 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 đó. Anh chú ruộng kêu cắt bên đây các bạn. Miếng này đó thì cắt chừng 2 bao à. Nữa không được nửa công nữa các bạn. Để cắt một đây. Cũng như là chiếc máy kéo chạy vô rồi các bạn. Nên là không có chỗ tải nữa ha. Cái này chừng 2 bao lúa gì? Ừ, để cho đúng rồi 2 bao à, cái cậu cho ông lấy lúa chịu ngang không? Con nghèo khổ đó, không muốn giàu có gì đâu. Trời cắt nhưng mà mưa bất cứ lúc nào đó bạn ơi. Đó lên đó nữa chạy vô đây một chút cây nữa là xong cái miếng ruộng này các bạn. Đỡ nha. Đúng rồi, xong cũng chết. Đầu rồi các bạn. Đợt mưa tới nhưng mà hết là kẹt mưa luôn.
rồi, hiện tại thì mấy 105 ít thu hoạch xong rồi các bạn ơi. Bên đây thì cái bên đó thì thu hoạch được gần 16 bao các bạn, 15 hơn 15 bao nha. Rồi mình kết thúc video luôn các bạn ơi, chia sẻ những cái thấy chỗ khác nữa. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem nha các bạn, hãy cho một like nha các bạn.